Chính chủ cần bán nhà xây mới 5 tầng tại đường Tu Hoàng, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà thì có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 30m², được chúng tôi xây mới và thiết kế là 5 tầng. Đó, mọi người có thể nhìn thấy thiết kế 5 tầng rất là hiện đại. Có vị trí ngõ ở trước nhà là rộng 3m, ngõ thông, hai xe máy có thể tránh nhau thoải mái. Cách đường ô tô đi lại là chỉ khoảng tầm 10m thôi. Và rất gần với lại những cái địa điểm như là trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Học viện Báo chí Tuyên truyền, sân vận động Mỹ Đình, rồi bến xe Mỹ Đình. Đấy, ngôi nhà thì là có hướng chính, hướng Đông Nam, đang được chúng tôi chào bán với giá là 2.650.000.000 đồng. Thì bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết toàn bộ tổng quan của ngôi nhà để cho toàn bộ quý khách hàng có thể nắm bắt được rõ hơn. Thì toàn bộ cái hệ thống mặt tiền của ngôi nhà đây đều được ốp bằng gạch granite cao cấp. Có cửa hai lớp, phía bên ngoài sử dụng là cửa xếp chất liệu là inox và phía bên trong là cửa gỗ. Có những cái ô thoáng là bằng kính để lấy ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà. Và ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà đây, thiết kế của tầng 1 thì sẽ bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Đấy, đây là toàn bộ cái khu vực phòng khách đây, mọi người có thể nhìn thấy. Phòng khách rất là rộng, chúng ta có thể là kê bàn ghế, kê tủ kệ và cũng có thể để cả xe máy vào nữa, rất là tiện. Phòng khách và phòng bếp này sẽ được ngăn cách nhau là bởi cái hệ thống vách ngăn CNC này. Đấy, hệ thống vách ngăn CNC, và chúng tôi cũng đã thiết kế luôn trong cái hệ thống tủ này là những cái tủ kệ để mọi người là có thể là để giày, để dép hoặc là để mũ bảo hiểm vào trong đây. Đấy, rất là tiện lợi. Và ở phía bên trong khu vực phòng bếp đây là thiết kế luôn cả cái khu vực để tủ lạnh. Đây là cái ô để tủ lạnh ạ. Phía bên trên là có những cái tủ kệ để chúng ta là có thể để thêm đồ như là đồ gia vị hoặc là những cái đồ khô, đồ ít dùng. Và đây là toàn bộ cái khu vực tủ bếp của chúng tôi, sử dụng là chất liệu là bằng gỗ công nghiệp, chống cong vênh mối mọt và được sơn màu chất liệu là màu tông ghi sáng này, rất là đẹp, rất là sạch. Kính ốp bếp là sử dụng là kính minh long cường lực, chống vỡ, chống nổ. Mặt đá ốp bếp là đá granite màu trắng vân khói. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu là inox 304 và hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Ở phía tầng 1 thì là còn có thêm cả một nhà vệ sinh phụ đây, đã được chúng tôi lắp đặt xong hết hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, cũng như là sẽ có thêm cả cái hệ thống máy bơm nước ở trong đây để sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh sử dụng là bằng cửa nhôm kính hàng nhập khẩu. Đây, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian của tầng 1 từ phía bên trong này nhìn ra. Đấy, rất là thoáng ạ. Ngõ trước nhà rất là rộng, xe máy tránh nhau và đi lại rất là sầm uất. Ở cái khu vực này thì là cái khu vực mà nhu cầu mua nhà và cần thuê nhà rất là cao. Đấy, cho nên là chúng ta là có thể là mua để ở và đầu tư cho tương lai rất là tốt. Tiếp theo đây mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 2 thì sẽ được sử dụng là phòng lửng. Đấy, phòng lửng này thì được thiết kế là mục đích chính của phòng lửng này sẽ là phòng khách hoặc là phòng sinh hoạt chung cho toàn bộ ngôi nhà. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Chúng tôi đã thiết kế xong hết những cái hệ thống vách kính cường lực để đảm bảo tính an toàn và những cái hệ thống vách CNC ngăn cách phòng khách có ô cầu thang. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn LED đều đã được hoàn thiện xong hết. Đó, thiết kế của tầng 2 rất là thoáng, rất là đẹp. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Đó, khu vực của tầng 3 này. Thiết kế là sẽ bao gồm là một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Đó, phòng ngủ rất là rộng. Chúng tôi đã lắp đặt xong hết cái hệ thống rèm cửa
cũng như là cái hệ thống cửa lùa đây. Đấy, toàn bộ đều được hoàn thiện xong hết. Sàn phòng ngủ thì được sử dụng là sàn gỗ công nghiệp, và có cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi, cửa kích thước rất là rộng, rất là cao. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất là rộng ạ, đã có đầy đủ hết bồn cầu, lavabo, sen kê tắm nóng lạnh cũng như hệ thống phụ kiện gương tắm. Tiếp theo đây mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ tương tự như tầng 3 thôi. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thiết kế của hai phòng là giống hệt với nhau. Phòng ngủ rất là rộng. Tất cả các phòng đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Đấy, cho nên là cảm giác vào ngôi nhà nó rất là thoáng, rất là thông thủy. Nhà vệ sinh cũng tương tự như ở dưới tầng 2 thôi. Và cuối cùng là mời mọi người đến tham quan ở phía bên trên tầng 5. Để thiết kế tầng 5 là sẽ có một phòng ngủ và một khu vực giặt đồ sân phơi. Ở ô cầu thang của chúng tôi đây đã thiết kế sẵn cái hệ thống giếng trời đây, kết hợp với lại sân phơi ở đây. Đấy, mọi người có thể là yên tâm là phơi đồ cũng như là cung cấp đầy đủ ánh sáng cho toàn bộ cái ô cầu thang này. Khu vực để máy giặt thì đều đã được hoàn thiện xong hết. Chúng tôi đã thiết kế sẵn những cái hệ thống điện, hệ thống cấp nước và thoát nước cho máy giặt. Và đây là phòng ngủ cuối cùng. Với cái diện tích là 30m², chỉ chia có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh thôi. Đấy, cho nên là diện tích phòng ngủ rất là lớn. Chúng ta có thể là kê giường, tủ, bàn ghế, bàn làm việc hoặc bàn trang điểm rất là thoáng, rất là thoải mái. Và tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin của ngôi nhà này để cho quý khách hàng có thể nắm được rõ hơn. Ngôi nhà thì có diện tích ở trên sổ đỏ là 30m², được chúng tôi thiết kế và xây dựng là 5 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có vị trí là nằm tại đường Tu Hoàng, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là một cái vị trí mà rất là tốt để cho mọi người là có thể là đầu tư lâu dài, hoặc là cho thuê, hoặc là chúng ta là có thể để ở, đi sinh hoạt, nằm ở những cái khu vực xung quanh như là trường đại học công nghiệp, bến xe Mỹ Đình, sân vận động Mỹ Đình hoặc là khu vực Cầu Giấy, rất là tiện. Và đang được chúng tôi chào bán với giá là 2.650.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm những thông tin chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình, em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy có nhiều thông tin hay và bổ ích thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều nhà và các bất động sản cầm bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.